quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 13 tháng 1 năm 2024 trên chuyên trang Dân Việt Media của báo điện tử Dân Việt. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa rào, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất 18 đến 20 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 22 độ, riêng khu vực Tây Bắc 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ, trời rét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 21 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21 đến 24 độ, phía Nam 25 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.